Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một trong những công tác vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với nhiệm vụ bảo vệ tài sản và tính mạng của con người, xã hội, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là vào cao điểm mùa nắng nóng. Thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông Hương. Tham dự diễn tập có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh. Hiện trường buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ diễn ra trên sông Hương, đoàn có cùng giảng viên. Buổi diễn tập với tình huống giả định đám cháy nhỏ phát sinh trên thuyền, sau đó lan rộng, mất khống chế và gây cháy nổ liên hoàn với một thuyền sông khác trên sông Hương. Phần diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn với các phương án xử lý tình huống cụ thể, gồm giai đoạn 1 là lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ phát huy phương châm 4 tại chỗ, hướng dẫn thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và tổ chức chữa cháy. Giai đoạn 2 là các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đến tham gia hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Giai đoạn 3 là phát huy sức mạnh tổng hợp đồng bộ giữa các đơn vị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức tìm kiếm nạn nhân, cấp cứu, tổ chức điều tra và khắc phục hậu quả vụ cháy. Bộ đội biên phòng đã điều động lực lượng phương tiện tham gia theo đúng kế hoạch của Ủy ban Nhân tỉnh, đồng thời trong kế hoạch diễn tập để nâng cao công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng như phòng chống cháy nổ, thể hiện cái nghị định 03 giữa quân sự, công an, biên phòng trong cái mối đoàn kết hiệp đồng trong công tác ứng phó phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Dù thời tiết nắng nóng, tình huống phức tạp, nhưng nhờ nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, chủ động của các lực lượng tham gia nên buổi diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các lực lượng tham gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt mục đích và cả yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Mặc dù thời gian để các đơn vị phối kết hợp với nhau không dài, với dưới cái thời tiết rất khắc nghiệt, nhưng mà tất cả các lực lượng đều hết sức trách nhiệm, có nhiều cố gắng cùng nhau phối hợp nhịp nhàng hoàn thành tốt cái mục tiêu yêu cầu đề ra. Trong nhiều năm qua, Thừa Thiên Huế luôn chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên tuyến đường thủy nội địa. Với hơn 4.000 lượt tàu thuyền hoạt động, phục vụ hàng trăm ngàn lượt khách tham quan du lịch mỗi năm, nguy cơ xảy ra cháy nổ, sự cố, tai nạn trên sông Hương luôn hiện hữu. Buổi diễn tập là dịp để đánh giá khả năng phát huy phương châm 4 tại chỗ khi có cháy nổ xảy ra, đồng thời giúp nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tổ chức thực hiện, phối hợp hiệp đồng tác chiến và khả năng vận hành các trang thiết bị phương tiện. Tình hình nắng nóng phức tạp kéo dài mà được đánh giá năm nay là một trong những cái năm El Nino trở lại, thì tình hình cháy nổ nó rất là phức tạp trên địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế. Thì cái việc mà cứu nạn cứu hộ và phòng cháy chữa cháy trên sông là cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng để vừa đảm bảo cái tính mạng cho người dân cũng như là đảm bảo cho khách du lịch. Cuộc diễn tập hôm nay là cũng là một cái buổi mà để tất cả các cái lực lượng tham gia diễn tập cũng vào cuộc để chúng ta chụp có cái phương án phòng ngừa, và đặc biệt là cái sự phối hợp giữa các lực lượng làm thế nào đó để cái việc mà phối hợp nó chặt chẽ hơn trong cái tổ chức phòng cháy chữa cháy, cũng như là phải tập trung để làm thế nào để các đơn vị, các ngành chức năng triển khai cái phương án 4 tại chỗ tốt nhất trong cái công tác phòng cháy chữa cháy. Cùng với diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông Hương, thời gian qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều cuộc diễn tập quy mô lớn như phòng cháy chữa cháy rừng tại Hương Thủy, diễn tập phòng chống khủng bố, cướp ngân hàng trên địa bàn và diễn tập cách thức vận hành cho các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tại các tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là những giải pháp để các lực lượng được rèn luyện, nâng cao khả năng hiệp đồng phối hợp, đồng thời cũng là dịp để đánh giá hiệu quả của phương tiện, thiết bị hậu cần của các đơn vị tham gia nhằm bổ sung đảm bảo đầy đủ, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng trong tình hình mới.